Quang xin kính chúc các vị khách quý, ban tổ chức cùng toàn thể đương quan họ liền anh liền chị có sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, nước chảy một dòng, thuyền xuôi một bến, sở cầu như ý, sự nguyện tòng tâm, đa tài đa lộc đa phú quý và đắc phúc đắc thọ đắc vinh quang. Trà mạn hảo có hương có vị, lịch trăm chiều trăm vẻ càng xinh, trà ngon thiết đãi bạn tình, xin mời đương quan họ người sơ giờ ca lên cho chúng tôi được học đòi đôi lối đấy ạ. Mày khi bạn đến chơi thì nhà này đốt tan, ôi quạt nước mây phà tràn, em mời người này tình khiết người ơi. Cha man hào ý có hương có vị trăm chiều trăm vẻ càng xinh, cây chén trà thơm ngon có vị thì có là chị hai ơi, ơ là chị ba ơi, cây chén chè ngon thiết đãi khách bạn hiền. Bạn hiền là bạn hiền ơi, mời người ngồi chơi rơi lược để tôi bằng lòng cây chén trà ngon nhì thiết đãi khách Ma Hồng. Ma Hồng là ma cho tôi ngó tơ lòng được chăng, ơ là chị Tư ơi, ơ là chị Lâm ơi, đông hạ người chẳng tiện mà nói năng, ai ơi đông người chẳng tiện mà nói.